Đau nhói lòng cảnh người đàn ông tay ôm cho cút vợ, tay bồng con thơ. Khắc sâu hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Sau khi bộ đội rút quân ở trường tiểu học, những dòng chữ trên bảng đen khiến cho cư dân mạng dần dần chia sẻ. Quý vị đang đến với tin tức cập nhật trên kênh Tin Tức Việt. Những tin tức nóng hổi nổi bật nhất trong ngày sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Covid-19 đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ. Biết bao nhiêu người con mất cha, mất mẹ, mất người thân. Bố mẹ già phải tiễn biệt người tóc còn xanh. Gần đây cư dân mạng lại lan truyền câu chuyện đau nhói lòng về cảnh một người đàn ông tay ôm cho cút vợ, tay bồng đứa con thơ. Đây chỉ là một trong những câu chuyện có thật, tái hiện sự thật khốc liệt của Covid-19. Giữa đêm con khóc ngằn ngặt đòi sữa mẹ, anh ôm con đi lại trước bàn thờ vợ, cất tiếng ru. Nước mắt anh trào ra, nghẹn đắng cổ họng. Anh vẫn chưa tin Covid-19 đã cướp đi người vợ yêu thương của mình. Bác sĩ ơi, cứu vợ cháu với, vợ cháu mới sinh con. Anh bảo trước ngày ra đi, vợ anh dường như đã nhận thấy rằng không thể vượt qua được nên đã nhắn tin cho anh. Anh hãy cố gắng chăm sóc các con, đặt tên con là Tuyết Mai. Em chịu hết nổi rồi, em rất mệt. Anh Đinh Văn Hoàng, 35 tuổi, ở thôn Cộng Hòa, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, Thanh Hóa, vừa trở về từ vùng dịch tâm sự. Ngày 27 tháng 8, vợ chồng anh phát hiện mắc Covid-19. Lúc này, vợ anh đang mang thai đứa con thứ hai, được 34 tuần. Do bệnh diễn tiến nặng, vợ anh được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, còn anh điều trị cho đến ngày 4 tháng 9 thì ra viện. Vợ tôi bị virus xâm lấn vào phổi, nên ngày 30 tháng 8, bác sĩ tư vấn phải mổ lấy con ra sớm hơn dự kiến để điều trị phổi cho mẹ. Con gái tôi chào đời khi mới được 34 tuần và phải tách mẹ ngay khi về khoa nhi. Vợ tôi vượt cạn đau đớn, kiệt sức, không có người thân bên cạnh. Lúc ra đi cũng chỉ có một mình. Cứ nghĩ đến đó, lòng tôi đau lắm. Anh Hoàng xót xa kể. 6 giờ sáng ngày 8 tháng 9, anh gọi điện cho vợ liên tục, nhưng chỉ là những tiếng tút tút rồi im bặt. 9 giờ 15 phút, sốt ruột và lo lắng. Phải rất khó khăn anh mới có thể liên lạc được cho bác sĩ. Bác sĩ nói, vợ anh đã ngưng tim 3 lần, gia đình chuẩn bị tâm lý. Tôi nói, bác sĩ ơi, cứu vợ cháu với, vợ cháu vừa sinh con cháu còn chưa được nhìn thấy mặt mẹ. Bác sĩ nói rằng vẫn đang cố gắng hết sức. Tôi không còn biết mình đã trải qua cảm giác kinh khủng như thế nào, nhưng lúc đó tôi vẫn hy vọng ông trời còn thương gia đình tôi. Nhưng không, 11 giờ 30 phút tôi gọi cho bác sĩ, lần này họ thông báo rằng vợ tôi đã chút hơi thở cuối cùng. Vào lúc 9 giờ 30 phút, khoảng 15 phút sau cuộc gọi trước đó. Tôi ngồi giữa phòng trọ, đau đớn đến mức khóc không thành tiếng. Bên cạnh không có người thân, không bạn bè. Đứa con vừa chào đời, vẫn đang ở bệnh viện. Người chồng, người cha, tay run run ôm đứa con bé bỏng vào lòng, rồi ngửa mặt lên cho nước mắt chảy ngược vào trong khi nhớ lại những giây phút ám ảnh nhất cuộc đời mình. Ngày nào anh cũng động viên vợ, em cố gắng lên, cố gắng về với bố con anh. Vậy mà vợ anh vẫn buông tay, bỏ lại ba bố con anh để về thế giới khác ở tuổi 28. Ngoài trời, những cơn mưa tầm tã của cơn bão số 7 quất xuống ngôi nhà sơ xác, rột tứ phía. Chỗ khổ giáo duy nhất trong nhà được anh Hoàng kê tạm bàn thờ để di ảnh và cho cốt vợ. Tiếng trẻ con khóc, tiếng tụng kinh vang liên hồi khiến không khí trở nên trĩu nặng. Tang thương trong ngôi nhà chật chội. Sau khi trở về quê phải cách ly nên đến giờ vợ anh vẫn chưa được làm lễ an táng. Xót lòng con thơ, khóc ngằn ngặt đòi sữa mẹ. Sau khi nhận cho cốt của vợ, đón con gái từ bệnh viện trở về. Quá bế tắc, anh Hoàng đành thuê xe, một tay ôm con, một tay ôm cho cốt vợ trở về quê hương nhờ bố mẹ. Hơn một tháng trôi qua sau ngày vợ ra đi, anh Hoàng vẫn chưa thể tin được Covid-19 đã cướp đi vợ mình. Anh bảo, ngày vào Bình Dương lập nghiệp mang theo bao hy vọng. Vậy mà ngày trở về là đau đớn, xót xa, bế tắc. Mở những dòng tin nhắn trước ngày vợ mất, nước mắt cứ ứa ra trên gương mặt của người bố trẻ. Có những ngày giữa đêm đứa bé khát sữa khóc ngặt, người cha lật đật vụng về ngồi dậy pha sữa cho con, rồi vừa cầm bình sữa cho con bú, vừa đi đi lại lại trước bàn thờ vợ. Nhìn di ảnh của vợ, rồi lại nhìn đứa con đỏ hòn chưa tròn 18 tuổi, nước mắt người bố trẻ lại trào ra. Con gái đầu của anh năm nay tròn 6 tuổi, con bé suốt ngày hỏi mẹ, nhưng anh không biết phải trả lời con như thế nào. Cuộc sống mưu sinh khó khăn, nên khi con 2 tuổi, vợ chồng anh phải gửi con mang về cho ông bà. Con chị đã sớm phải xa mẹ, còn đứa em thì chưa một lần được hơi ấm của mẹ nó.
cũng chưa được uống một giọt sữa từ mẹ, thương con đến đứt ruột gan, anh Hoàng nghẹn giọng. Người bố trẻ không khỏi trăn trở khi nghĩ đến tương lai của những đứa con. Những năm tháng làm thuê làm mướn của hai vợ chồng cũng chỉ đủ để ăn, bây giờ còn không có việc làm. Hai đứa con nhỏ thế này, ai không biết sẽ phải xoay sở ra sao, nuôi nấng chúng như thế nào. Ngồi bên cạnh con, cháu, bà Nguyễn Thị Nga cũng sụt sùi khóc. Cuộc đời bà vốn nghèo, bao nhiêu năm qua, gia đình vẫn thuộc hộ nghèo rồi cận nghèo của xã, khiến bà chẳng giúp gì được cho con. Giờ đây các con của bà gặp nạn, các cháu mồ côi về nương nhờ, nhưng căn nhà cũng chật hẹp, đến lối đi cũng không lát nổi nền xi măng, để mỗi lần mưa xuống là nhầy nhụa, bùn ngập vào trong nhà. Ông Hoàng Văn Khiêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Thiện cho biết, gia đình bố mẹ anh Hoàng nhiều năm nay là hộ cận nghèo, rồi hộ nghèo. Vừa qua sau khi nghe tin vợ anh Hoàng mất do Covid, địa phương cũng đã kêu gọi hỗ trợ. Hiện chúng tôi cũng đang làm văn bản đề xuất báo cáo huyện có chính sách hỗ trợ động viên gia đình, giúp đỡ các cháu nhỏ có chi phí trang trải cuộc sống. Nếu thương cảm trước hoàn cảnh gà trống nuôi con của ông bố trẻ, quý vị có thể liên hệ trực tiếp đến anh Hoàng để có thể giúp đỡ một phần nào đó. Địa chỉ thôn Cộng Hòa, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại của anh Hoàng 0965 192 656. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 8 khi dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, Hòa cùng quyết tâm cao nhất của lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế, tuổi trẻ Trung đoàn 6 Bộ binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã hăng hái lên đường tham gia phòng chống dịch. Trong khó khăn gian khổ, hình ảnh cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 6 Bộ binh vẫn luôn tỏa sáng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân đang thực hiện cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, biến chủng mới của virus gây lan nhanh, nguy hiểm hơn. Chấp hành mệnh lệnh của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, các khu cách ly nhanh chóng được tái khởi động và thành lập mới để đón tiếp và phục vụ người dân thuộc diện về cách ly y tế. Hơn 150 lượt cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 6 Bộ binh đã hăng hái tham gia dọn dẹp, chuẩn bị các khu cách ly tại nhiều địa điểm như các trường đại học thành viên của Đại học Huế, Trường Trung học Phổ thông Cao Thắng, thành phố Huế, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Thiếu tá Nguyễn Danh Quyền, chính trị viên tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 Bộ binh tâm sự, để kịp thời đón tiếp bà con trở về cách ly, bất kể là ngày hay đêm, ngay khi nhận được mệnh lệnh từ chỉ huy các cấp, đơn vị nhanh chóng quán triệt các quy định đảm bảo an toàn và lên đường thực hiện nhiệm vụ. Nhiều lần công việc chỉ hoàn thành xong khi đã sang ngày mới. Quân số ít, khối lượng công việc nhiều nhưng phải hoàn thành trong thời gian ngắn nên khá vất vả. Mặc dù vậy, chúng tôi ai cũng cảm thấy vui vì đã góp được một phần công sức nhỏ bé giúp bà con an tâm, thoải mái trong thời gian cách ly. Qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và Chỉ huy Trung đoàn 6 giao cho. Theo chia sẻ của Trung tá Ngô Chí Hùng, kết thúc thời gian cách ly, nhiều bà con đã viết thư với những lời cảm ơn chân thành, lời chúc tốt đẹp cho anh em cán bộ chiến sĩ, đội ngũ y tế. Sự ghi nhận đánh giá của bà con là phần thưởng cao quý cho lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, các lực lượng tham gia phải ngày đêm túc trực, canh gác 24/24, cả vòng trong lẫn vòng ngoài. Các nhu yếu phẩm cần thiết được giao cấp phát đầy đủ và bổ sung thường xuyên. Từng phần cơm được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đưa đến tận tay cho bà con. Thượng tá Dương Văn Hoàn, chính ủy Trung đoàn 6 Bộ binh chia sẻ, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 6 ngày đêm thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, bảo vệ an toàn các khu vực cách ly, tận tình vận chuyển lương thực, thức ăn, hỗ trợ người dân trong các khu cách ly cũng như giúp các hộ gia đình mua sắm các nhu yếu phẩm. Những việc làm tuy nhỏ nhưng đã khắc sâu hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, để lại tình cảm sâu đậm về tình quân dân. Những ngày cao điểm chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và Trung đoàn 6 Bộ binh Anh hùng nói riêng tiếp tục xông pha vào chiến trường mới. Nơi ấy dù biết bao hiểm nguy và thử thách, tình cảm quân dân vẫn luôn khăng khít, bền chặt, giản dị nhưng chân thành. Để rồi đi dân nhớ, ở dân thương. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trên một fanpage lớn mới đăng tải một bài viết về câu chuyện của những chú bộ đội. Mẩu chuyện này tuy nhỏ nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thật nhiều. Câu chuyện như sau. Một ngày nọ các con được quay lại trường học, mở cửa lớp ra. Sao hôm nay không có ai trực nhật? Sao mới vào năm học mà bảng đã có chữ?
Những ngày tháng lũ về, lũ tràn vô nhà, vô trường các con, mấy đứa cùng gia đình phải sơ tán, phải chuyển đi, gián đoạn việc học. Trường học khi ấy trở thành nơi đóng quân của các chú bộ đội, các con xa thầy cô bạn bè, còn các chú xa gia đình. Đến đây, ở cùng nhau, oằn mình chống lũ. Lũ vừa tan, các chú chưa về, cũng chưa kịp trả trường cho sắp nhỏ, thì các chú lại tới tấp đón dịch, lại oằn mình bảo vệ Đà Nẵng kiên cường. Dịch đang có dấu hiệu dịu dàng trở lại, những cơn bão lại đua nhau kéo về. Không biết khi nào các con mới được tới trường, đọc được lời gửi gắm của các chú. Nhớ nhé, sau này lớn lên cũng kiên cường nghe con. Đính kèm chính là tấm ảnh chụp bảng đen ở trường, nội dung trên tấm ảnh như sau: các chú bộ đội phòng 0375 đã từng ở đây để chống bão chống dịch. Chúc các con chăm ngoan học giỏi, vâng lời thầy cô nghe các con, yêu các con và các cô nhiều. Nội dung có phần thú vị dễ thương này đã khiến cho bức ảnh được chia sẻ rầm rộ và được rất nhiều người thích thú. Được biết, những bức ảnh này được chụp ở trường tiểu học Trưng Nữ Vương ở Đà Nẵng. Các chú bộ đội đã đến đó để ở chống bão chống dịch cho đến lúc bão tan dịch rút. Các chú cũng rút quân đi về. Trong đoạn clip về tấm bảng này của kênh VTV8, một giáo viên đã xuất hiện kèm theo lời nhắn nhủ đáng yêu: Trưng Nữ Vương cần tìm các chú bộ đội. Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng đã đưa ra bình luận khác nhau như sau: nhiều khi một ngày chỉ cần nhìn những bức ảnh mang ý nghĩa tích cực như thế này cũng vui lắm rồi. Các chú cũng phân biệt lắm nhé, sao yêu mỗi các cô mà không yêu các thầy tổn thương nhiều lắm đó. Đó là những bình luận hài hước mà cư dân mạng để lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh thông tin nhanh, chính xác, trung thực, tin tức Việt. Ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin kế tiếp.